Rồi bây giờ bắt đầu anh em đang giăng thử cái con sông này cả nhà ơi. Con sông này Giăng lưới to luôn à. nè. Ừ, này là giăng lưới dài á. Thì con sông này nó hơi sâu á, nên Hai thuốc không ấy? giờ giăng thử con sông này nè. Hồi sáng này đi biển mà rốt cuộc thì cái người đó ta không cho vô. Nên là phải bắt buộc chạy về cái sông này. Nên có đi xuống cái biển khác nữa nhưng mà biển nó bị sứa nhiều quá nên không có dăng được. Cả nhà thông cảm nha. Bây giờ mình làm lại clip mình dăng trên cái sông này cả nhà. Chán luôn, Hẹn mà đã luôn, lại cả nhà nha. quá dữ luôn luôn. Cô đại xuống giờ mở tiếp nè. Chạy để giữ người ta. Cái né đây đây, cái ngay giữa cái chạy nha. Quay nữa vậy ơi. Còn cái bụi lắm. Đúng bụi nó chạy luôn. Yên tâm. Không, cái vụ nó bọc gió đấy. Đấy lại đây. Bọc gió cái vụ hết đi. Ôi cái. Mới 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 mới. Trời ơi, nó luôn ấy luôn à. Chạy chạy quá tin luôn. Ừ. Rồi giờ dành dăng xuống xuống bên đây đi. Nó lên đi mà thôi có lặn đâu mà. Đó, kéo ra cây, đừng vậy vô, tắt lưới. Thôi quẳng đi, bỏ đi, đó. Chống bị lại. Này vô mấy cá lớn đồ bao hàng luôn ha. Có quấn thuận trên cái miệng hay sao anh? Nè cả nhà ơi. Bữa nào dính cá sấu con ở dính này nước tôi nước trơn cả nhà ơi. Mắt mắt đôi chào cả nhà. Đó. Kéo vào trong đây nè. Bắt cơm. Quá bị luôn. Thả miệng. Quất cái. Tâm ơi. Anh đâu rồi? Em lâu ký nữa kìa. Cá luôn cơ kìa.
Ơi dạ. Đợi rồi. Giờ hết. Hết tham rồi. Hết tham rồi anh Tâm. Cái xấu con nữa cái nhà. Chào chào chào. Chú phải tàu tàu bè hả anh Tâm? Đây 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 đây. Đúng rồi. Rồi. Ok. Thêm em tàu bè nữa. Vẫn dữ ha, vẫn thế. Ra đây đưa toàn cái gạo không à. Về nó là hồ thật là ngọt lắm. Ngọt đó hả? Tưới chặt dữ ha. Được anh Tám rồi. Gần kia lại Cường. Nè nè cái nhai. Đó. Im. Quá im. Quá im. Ôi, xấu nữa. Ôi, hai em luôn. Trời ơi, có cái dưới nữa kìa. Vậy giờ sao? Bỏ đại lên đi. Rồi dành dành anh gửi cục cây đưa đây đi. Đốt cây trước đi. Khổng lồ luôn đó nha, tông bè. Ở nước chảy gì ra vậy? Dính vô cái hư lưới trơn. Ai cần bắt nó đâu. Phải lỡ dính bắt đi bây giờ. Anh ta chấp nhận thôi. Đó rồi. Ồ, tôi đi đây. Đó, thầy ơi. Có cậy ha. Con cá đầu kia ở nhà. Năm chẳng bắt cá đầu kia hầm bỏ vô luôn.